Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, tỉnh Nam Định đã phong tỏa 3 khu dân cư là nơi ở của các gia đình có người mắc COVID-19, đồng thời áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tại các khu vực giãn cách xã hội đã nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống COVID-19. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Thông Tấn. Quán ăn này tại thị trấn Cổ Lễ hàng ngày thu hút rất đông khách hàng, doanh thu đạt trên 5 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, từ khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, chủ quán đã chủ động đóng cửa để phòng chống dịch. Dịch phát triển như này thì rất là ảnh hưởng đến các quán và ảnh hưởng đến trực tiếp và sâu rộng nhất là các quán ăn thị trường xung quanh đây. Thì mặc dù biết là vậy nhưng mà các quán ở đây vẫn chấp hành nghiêm chỉnh đóng cửa quán. Ý thức của người dân tại khu vực giãn cách xã hội cũng được nâng cao khi hầu hết mọi người đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, các khu vui chơi, dịch vụ giải trí đều dán biển thông báo tạm ngừng dịch vụ. Người dân không tụ tập đông người và thực hiện theo đúng khuyến cáo 5K. Bà con cũng là đồng lòng trong cái việc là phòng chống dịch là trên hết tất cả cái sức khỏe của bà con và cũng như mọi người cũng thực hiện là đóng cửa và giãn cách xã hội rồi khẩu trang ra ngoài thực hiện 5K của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Trực Ninh hiện có 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp là học sinh đang học tại các trường học trên địa bàn huyện. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh, khẩn trương truy vết các trường hợp F2, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân tự chủ động phòng chống dịch. Tuy nhiên, việc theo dõi các trường hợp F2 đang gặp nhiều khó khăn. Cái khó nhất của trên địa bàn của huyện Trực Ninh đó là trong cái quá trình theo dõi của các trạm y tế với đối tượng này thì do lực lượng mỏng nên là chúng tôi là có cái gặp khó khăn trong vấn đề theo dõi sức khỏe của công dân mà có cái liên quan tới các công dân mà là F2 trên địa bàn toàn huyện. Tỉnh Nam Định ghi nhận 6 ca mắc COVID trong cộng đồng tại các huyện Trực Ninh, Giao Thủy và Y Yên, trong đó có nhiều ca nhiễm có lịch trình di chuyển phức tạp. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ngăn chặn dịch bệnh thì ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.